Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước các bạn ơi. Ngày hôm nay mình là bữa chủ nhật ngày cuối tuần thì mình đi vườn nha mấy bạn. Thì ngày hôm nay mình đi vườn rồi mình hái rau vô đựng làm cơm ăn. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng đồng hành với mình cái công việc của ngày hôm nay nha. Thì trước tiên mình đi vườn thì vườn mình thì có mớ rau muống vậy nè. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ đi hái rau muống về đựng làm bữa cơm cho gia đình nha mấy bạn. Rau muống này nó tự mọc nha, chứ mình không có tỉa như cái rau muống của người ta bán mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình hái được nhiêu rau muống đó mấy bạn. Nói chung thì tóm lại thì nhà mình ăn ít nha, mình làm nhiều quá thì ăn không hết. Thì hôm nay mình hái bao nhiêu rau muống thì mình sẽ đem vào để chế biến bữa cơm gia đình mình. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng vào nhà với mình nha. Thì mấy bạn ơi, nãy mình đi vườn vô mình hái được nhiêu rau nè. Bây giờ mình sẽ lặt nó. Lặt rau này nha, mình sẽ lặt nó. Mình lặt nó, mình lấy cái cọng không mà mấy bạn. Mình sẽ làm một món ăn cho gia đình mình. Ngày hôm nay mình lấy cái cọng thôi. Rau cũng không có được non nữa nha mấy bạn. Ăn được chứ không được non. Ở quê ở vườn được chơi như vậy là mình cảm thấy là ngon rồi đó nha. Nhưng được một cái là nó là rau sạch nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ lặt hết cái phần lá nha mấy bạn. Mình lặt hết cái phần lá đi. Tại vì cái phần lá của nó mình nữa một lát mình không có dùng tới nha. Vậy mình sẽ lặt hết cái phần lá nó. Cái rau muống này là cái rau muống nó tự mọc ở vườn ở quê. Thì mình rau muống này thì mình ăn á, mình để lá thì mình cũng sẽ lặt bỏ bớt cái đọt nó nha mấy bạn. Mình để cái đọt của nó thì nữa mình ăn nó không có tốt cho sức khỏe nha.
Cái đọt của nó thì ăn có bạn nào không ăn không không hạp chứ cái bụng thì nó bị hay hay đau bụng và hay chột bụng lắm. Cho nên mấy cái mình ở vườn ở quê này mình hái rau như thế này thì rau muống lúc nào mình cũng gạt bỏ đi cái phần đọt hết đó nha mấy bạn. Thì ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần thì thằng bé nhà mình nó được ở nhà, nó không có đi học thì mình đi ra vườn đi mình làm những cái công việc ngoài vườn theo như mọi ngày. Thì mình thấy đám rau muống ngon quá thì mình hái vào để mình làm bữa cơm cho gia đình. Thì bỗng dưng thì mình cũng chợt nhớ lại cái món ngày xưa mẹ mình làm á, thì tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị em cái món mà gia đình mình hay làm của năm xưa thì mình hôm nay mình xin làm lại. Nhưng mà mình làm chắc không ngon bằng mẹ mình đâu. Mẹ mình làm món này là khá là tuyệt, khá là ok luôn mấy bạn. Ngày xưa thì nói chung thì mình không có được như bây giờ đâu, ăn uống thiếu thốn lắm mấy bạn ơi. Còn bây giờ thì món nào cũng ngon, món nào cũng lạ hết nha. Thì các bạn ơi, sau khi nãy giờ mình đã lặt cái phần rau muống á, thì mình cũng đã chuẩn bị những cái nguyên liệu như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm món là rau muống trộn chua ngọt nha mấy bạn. Trong khi cái rau muống trộn chua ngọt của mình thì nguyên liệu thì mình không thể thiếu đây là mình có rau muống. Mình đặt xong rồi mình bóp dập như thế này nha. Dạ đây mình có là vỏ hạnh. Dạ hạnh cũng cũng được mà mình có nơi thì kêu bằng trái tắc nha mấy bạn. Còn quê mình thì kêu bằng trái hạnh. Ở đây dưới mình có vài cái lá quế. Dạ đây mình có cái lỗ tai heo mình luộc mình sắc sẵn nha. Dạ đây là cái nước để một lát nữa mình trộn vào những cái thành phần này. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng bắt tay vào để trộn cái món là rau muống trộn chua ngọt với mình ngày hôm nay nha. Thì sau khi mình làm những cái nguyên liệu này đã xong hết rồi, mình cũng có chuẩn bị ở đây một cái thau nha mấy bạn. Để mình sẽ chọn cái món là rau muống trộn chua ngọt của mình ngày hôm nay. Thì trước tiên mình sẽ để cái phần rau muống này vô nha. Mình để cái phần rau muống này vô rồi mình sẽ để cái phần nước trộn. Cái nước này thì tùy theo gia đình mình thích ăn mặn, ngọt, chua gì đó thì mình sẽ làm theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Ở đây thì mình có là 2 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng nhỏ là muỗng cà phê của mình uống nước cà phê đá, cái muỗng nhỏ trong cái muỗng này nha mấy bạn. Rồi nửa muỗng muối, 2 muỗng nước mắm và 1 muỗng ớt xay. Mình để ra đây ớt xay cho cái nào nó đỏ đỏ thì cho nó cay mà cay nhẹ nha mấy bạn. Tại vì mấy nhà mình không ăn cay được cho nên mình để cái phần ớt xay thì nữa nó cay nhưng mà nó cay nhẹ. Thì bây giờ mình sẽ để vô đây một ít. Mình sẽ trộn sơ sơ nó đi. Mình trộn cho nó thấm sơ vào cái phần rau muống nha. Và kế tiếp đó mình sẽ để cái phần cái lỗ tai heo này vào luôn đi. Kế tiếp đó thì mình sẽ để phần rau quế này vô luôn. Mình sẽ chừa cái đọt nó lại để một lát mình trang trí cho nhìn cho cái dĩa gỏi của mình nó sẽ đẹp hơn. Thì mình sẽ để hết cái phần vỏ hạnh này vô nha mấy bạn. Cái vỏ hạnh này mình để vào mình ăn nó thơm thơm và cái hơi the nó nồng nồng nhẹ nhẹ mình ăn nó khá là ngon. Nếu như mình trộn vừa ăn thì mình sẽ khỏi làm thêm cái phần nước mắm chấm nha. Còn nếu như mình trộn không vừa ăn thì mình sẽ làm thêm cái phần nước mắm chấm cho nó bắt hơn. Bây giờ mình sẽ để hết cái phần này vào luôn. Rồi mình trộn mình để khoảng 15-20 phút mình sẽ dọn cơm ra ăn nghe mấy bạn. Vậy như thế thì nó mới thấm cái gia vị vào trong cái miếng tai heo của mình. Còn nếu như mình không mà gấp ăn thì mình có thể làm như thế này nè. Rồi mấy bạn để vào cái keo thủy tinh á, hoặc là keo mũ cũng được. Rồi mình để vào cái ngăn mát tủ lạnh á, có khoảng tầm 3-4 tiếng mình ăn nó sẽ ngon hơn nha.
Rồi bây giờ mình sẽ để đây mình chờ là nửa tiếng sau mình sẽ dọn cơm ăn nha mấy bạn, cho nó thấm cái phần gia vị vào trong cái rau muống mình và cái phần tai heo thì ăn sẽ ngon hơn. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng đợi với mình một lát nữa mình sẽ dọn cơm ăn nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã chọn cái phần gỏi này là đã được nửa tiếng rồi nha, bây giờ mình sẽ gấp ra để ăn cơm. Có nơi thì mình thấy cái rau muống này nè mấy bạn, không có bớt như mình, không có làm cho nó nhuyễn như vậy mà người ta xắt khúc á, xắt khúc á, cũng như mình làm dưa vậy đó cũng được nữa. Còn mình thì mình thích làm như thế này, mẹ mình hồi xưa hay làm vậy nè, trộn thì nó sẽ thấm gia vị hơn, thì tùy theo cái sở thích của mỗi người nha mấy bạn. Ngày xưa mấy bạn không có được món ăn cầu kỳ như bây giờ đâu mấy bạn ơi, lâu lâu vậy đó mình mới được đi chợ hoặc là đi ra thị trấn, thị xã rồi đó, mới mua được một ít thịt heo rồi về rồi làm ăn vậy đó, rồi có khi đi mua được mớ cá gì đó. Chứ hồi lúc đó là mà mình chỉ có là ở nhà ở vườn rồi bắt thôi mấy bạn, có gì ăn mấy chứ không có phải được như bây giờ mà mỗi thứ là mỗi mua nha. Để mua mà đồ bây giờ thì nó lại rất là ngon. Hồi xưa thì mình khá là thiếu thốn về những cái món ăn như bây giờ đó mấy bạn, không được như bây giờ đâu. Có ăn là quý rồi. Thì hồi xưa thì hay ra vườn hái rau muống, rau lang vô để chế biến món ăn, rồi khoai mì, khoai lang, khoai từ, khoai ngọt, rồi mấy cái khoai đó là hồi xưa là gia đình mình trồng hết nha mấy bạn. Chồng rồi tới lúc mình dở lên thì hay dở dần công á mấy bạn, hay dở chung với cô chú ở xóm vậy đó. Tỷ hôm nay thì mình sang nhà cô chú mình làm, ba mẹ mình đi làm thì tới hôm sau thì cô chú bên kia sang lại nhà ba mẹ mình làm. Hồi đó nói chung là làm dần công là như vậy đó, trả công qua lại chứ không có vụ mà mướn như bây giờ nha. Bây giờ thì mình kêu người ta lại mằng cho mình thì mình phải trả tiền. Ngày xưa thì mằng dần công á mấy bạn, mình qua nhà mấy cô mình làm, rồi mấy cô trả lại qua nhà mình làm vậy đó, mấy bác ở xóm cũng vậy đó. Ngày xưa thì nó khá là thiếu thốn, bây giờ thì nó cái gì cũng tiện hết mấy bạn, nói chung gì cũng tiện hết. Cái gì cũng tiện mà cái gì cũng ngon. Rồi, bây giờ mình đã trang trí xong cái phần dĩa ha, rau muống trộn chua ngọt của mình rồi nha. Vậy bây giờ mình sẽ đem cơm ra và mời cô chú anh chị em cùng thưởng thức với mình. Thì bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng ăn cơm với mình nha. Thì ngày hôm nay mình chỉ ăn đơn giản vậy thôi, vì thì cái món này mình trộn thì nó rất là vừa ăn, cho nên mình không có đem thêm cái phần nước chấm nha mấy bạn. Vậy mời cô chú anh chị em ăn cơm với mình nha. Đây, cái miếng của mình trộn nè, bây giờ nó thấm nhìn như thế này nè, cũng khá là ngon. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em ăn với mình một miếng. Ngon lắm bạn, giòn giòn của rau muống nè, cái giòn giòn của tai heo, cộng người đó cái vỏ hành đó mấy bạn, thơm thơm rồi mùi thơm của quế nữa, khá là ngon, ngon quá. Với lại mình cho trộn nó rất là vừa ăn, cho nên khỏi chấm. Cái món này á, mình làm để ăn bún cũng được đó nha. Mà mình làm cái món này cho mà ông xã mình đó, có bạn đồ lợ đến á, nhắm bia cũng rất là tiện nha mấy bạn. Mình mời cô chú anh chị em ăn với mình miếng nữa nha. Quá ngon, vừa ăn quá luôn. Giòn giòn của
Rau mấy bạn ngon quá. Quá ngon luôn. Mình thích ăn vỏ hạnh gì nè mấy bạn. Mình thích ăn vỏ hạnh nha. Nó ngon, nó có thơm. Ăn nó kèm vậy nó không ngán. Vậy mà các bạn ăn với mình một miếng nữa đi. Ngon quá. Sáng giờ mấy bạn biết mình làm gì không? Sáng giờ mình đi vườn nè. Mình về mình phơi lúa nữa. Mình đã gặt lúa hôm thứ bảy rồi. Ngày hôm nay về bé mình không có đi học, mình đã phơi lúa. Rồi có tới giờ mình vô mình làm cái món này rồi mình giờ mình đói bụng quá là ăn khá là ngon luôn. Vừa đói bụng mà được món ăn như vậy, ăn với cơm nó khá là ngon. Ngon quá. Quá ngon luôn mấy bạn ơi. Vậy mình mời cô chú anh chị em ăn với mình miếng nữa đi. Miếng nữa. Buổi sáng mẹ mình ở nhà. Mẹ mình mua đồ ăn. Mẹ mình mua thịt heo đó. Mẹ mình biết mình hay mua thịt heo nè. Mẹ mình mua. Có mình thấy rau vô sẵn mình thấy mình làm luôn. Cái món ăn này thì nó khá là đơn giản luôn, cũng khá là đậm chất miền quê luôn, nhưng mà ăn khá là ngon. Vậy đến đây thì cái video của mình nó cũng đã dài rồi, vậy mình xin tạm dừng lại đây nha. Và mình xin chúc cô chú anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được video của mình thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký. Nhớ nhấn vào cái chuông để đón xem những cái bữa cơm gia đình mình mới nữa nha. Thì đến đây thì mình cũng xin chào tạm biệt. Và mình cũng mong cô chú anh chị em khi xem video của mình có nói gì sơ sót, mình có làm gì không phải thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm bỏ qua cho mình. Và mình xin chào tạm biệt và mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái bữa cơm gần nhất, trong những cái món ăn sớm nhất của mình. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.